Châu. Trân trọng kính chào quý vị. Lời nói đầu tiên, tôi xin trân trọng kính chào quý vị, những vị phụ huynh của các cháu hậu duệ tối nay. Lời thứ nhì, tôi thân ái chào tất cả các bạn trẻ hậu duệ trong đêm nay. Tôi được biết có sự hiện diện tối nay của một vị tướng lãnh thuộc quân lực Hoa Kỳ, vị tướng một sao tân thăng gần đây, tướng Flora Lập Thể. Tôi cũng biết rằng có một số sĩ quan nữa, những số sự sĩ quan thuộc quân lực Hoa Kỳ. Xin chào các bạn. Tôi cũng còn nghe có một bạn hậu duệ khác, người đã gia nhập vào dòng chính mạch chính trị Hoa Kỳ, bạn Tạ Đức Chí, vị thị trưởng Việt Nam đầu tiên của thị xã Westminster, California. Nếu có thì giờ, tôi ước ao được đi từng bàn, bắt tay thăm hỏi từng người. Tôi chắc chắn sẽ được biết thật nhiều câu chuyện đa dạng, vì mỗi người là một trường hợp riêng biệt, một hoàn cảnh khác nhau, một cuộc sinh hoạt, một cách đứng lên hội nhập lập thân, ứng biến, đấu tranh, vươn lên, trưởng thành thật là đa dạng lý thú. Được gặp từng bạn hậu duệ thì tôi sẽ được biết rõ nhiều trường hợp thật là đa dạng, thật là đáng quý, đáng lưu ý. 30-40 năm vừa qua, tin tức báo chí chúng ta đã được nghe thật nhiều trường hợp nổi tiếng, những cuộc thành công ngoạn mục của giới trẻ Việt Nam tuyệt vời. Đó là biểu hiện của trí tuệ Việt Nam. Người Việt Nam không phải là một dân tộc thiếu trí tuệ và ít khả năng. Giờ đây các bạn tập hợp với ý định tiến tới một liên kết hậu duệ đông đảo hơn, tốt lắm. Một bó đũa tất phải mạnh hơn 5-3 chiếc đũa lẻ loi. Tập hợp cho lớn mạnh hơn chắc phải là cái không phải là chỉ nhằm vào cho có tiếng nói lớn hơn trong các hoạt động chính trị xã hội ở nơi đây, nhưng chắc cũng là nên có ảnh tìm có ảnh hưởng hơn đối với quê hương bỏ lại phía bên kia Thái Bình Dương. Phải, chúng ta ra đi lánh nạn cộng sản hẳn là vẫn mang theo hình ảnh một quê hương tan nát, bị tàn phá vì chiến tranh, vì hòa cộng sản. Và ngày nay chúng ta vẫn được tin rằng người cộng sản vẫn tiếp tục đàn áp nhân dân, tàn phá đất nước. Những tên trùm cộng sản xưa kia là khố rách áo ôm, nay đã trở thành những tên giàu sộ. Tuy vậy, chúng vẫn không ngừng vơ vét, nhũng lạm, cướp của dân. Cướp của dân chưa đủ, chúng tiếp tục bán đắt, bán rẻ mọi tài sản đất nước, ngân sách kiệt quệ. Chúng đang cố bán cho hết các doanh nghiệp tài sản quốc gia, tìm cách bóp cổ dân bằng nhiều thuế khóa mới, trong khi đất đai ô nhiễm, rừng cây trụi, sông nước nhiễm độc, biển chết, cá không còn sống để nuôi dân. Người Việt ngày nay nếu không phải là cán bộ cộng sản thì đều vô cùng cực khổ. Đất nước đã sa sút mọi mặt, lẽ khác vì tình trạng trở nên yếu kém. Kẻ thù truyền kiếp phương Bắc của ta là Trung Hoa đã lợi dụng lấn ép đòi hỏi. Lãnh đạo cộng sản hèn kém đã cúi đầu tuân phục. Kẻ thù và
Việt Nam đang dần dần rơi vào vòng lệ thuộc Trung Cộng. Đó là một mối nguy chí tử cho Tổ quốc nước Việt Nam. Ngày nay Cộng sản đã lộ rõ bộ mặt thật, ăn cướp và bán nước. Nhân dân oán hận, sôi sục, đang có ý muốn thay, có đổi thay. Nhưng cái gì đã để mất, lấy lại rất khó. Do đó mà cuộc đấu tranh phải khó nhọc và lâu dài. Người Việt hải ngoại sẽ là nguồn trợ lực cần thiết. Trong đó, đoàn hậu duệ sẽ là một sức mạnh to lớn. Đó là một nỗ lực khác của các bạn trẻ hậu duệ mà ngày nay tôi đang thấy tập hợp. Tôi nghĩ các bạn trẻ hậu duệ đã cho thấy hai ý hướng cần thiết. Cần thiết thứ nhất là gia tăng hoạt động và xây dựng để đóng góp cho xã hội đã dung nạp chúng ta. Đó là sự tri ân, đóng góp cần có và phải có. Thứ nhì, gia tăng đoàn kết và phát triển để tiềm tàng sức mạnh yểm trợ cho cuộc tranh đấu cứu nước sẽ cần đến không xa. Khối người Việt tị nạn Cộng sản sẽ vô cùng hãnh diện vì các hậu duệ đáng quý và đáng yêu. Tôi muốn ngừng lời ở đây. Nhân buổi tiệc đầu xuân năm nay, tôi xin chúc tất cả các bạn trẻ hậu duệ Việt Nam một mùa xuân vui, một năm mới hạnh phúc thành công. Tôi xin cảm ơn vô cùng và kính chào.